tại thì hai chị đã có mặt ở đây cùng với các bạn rồi. Rất là hy vọng là các em đã có thể lên xem phần livestream này rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ tính đợi một xíu nhá, để xem là đã có ai lên rồi. Trong lúc đấy thì chị Quỳnh có thể gửi lời chào đến các em. Các bạn đang đến với buổi phát trực tiếp sẽ ra mắt một ấn phẩm mới của học văn trên đầu cơ sở. Đó là bộ sổ tay văn học lớp 9. Bạn nào đã vào và xem phần phát trực tiếp này rồi thì hãy để lại lời chào đến chị và chị Thiên ở dưới phần bình luận để chị biết được nhá. Ok không nào? Ok, xin chào các bạn. Các bạn đã lên chưa? Ok. Rồi, bắt đầu đã thấy một số bạn có mặt ở đây rồi. Chúng mình sẽ cùng đợi thêm khoảng tầm độ 50 bạn nữa thôi. Rồi chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay. Khi mà chị có cảm giác là kiểu chất lượng nó không được cao lắm lắm. Em có cảm thấy nó đang hơi bị mờ. Đang hơi mờ. Đúng rồi, nếu mà chất lượng này thì nó đang mờ. Đang đầu nó chưa được rõ. Các em có thấy rõ không? Cả người phát trực tiếp cùng mờ này thì thưa rồi. Các bạn xem có ok không nhỉ? Ok hơn rồi đấy, rõ hơn rồi đấy. À ok, chào các bạn. Xin chào Thúy Hằng, xin chào Phạm Thảo. Chào mừng các em đến với buổi phát trực tiếp này. Các em có nghe rõ không? Các bạn nghe được không nhỉ? Các em có nghe được không nhỉ? Nếu như mà các bạn nghe rõ thì hãy để lại comment để cho chị và chị Quỳnh biết nhé. Ok không? Em chào hai chị. Ok. Xin chào các bạn. Đoàn Khánh Linh. Xin chào Hoàng Thiên Nhã. Xin chào Phạm Thảo. Xin chào các em. Ok, có đủ 50 bạn rồi. Có lẽ là chúng mình sẽ bắt đầu luôn thôi. Đúng không? Các bạn. Các bạn ơi, như ngày hôm qua thì đã diễn ra một sự kiện rất đặc biệt ở trên trang fanpage Học Văn Chị Hiên trong cơ sở. Đó là sự kiện ra mắt ấn phẩm mới của Học Văn Chị Hiên. Đó chính là bộ sổ tay văn học. Và trên tay chị đây là một sản phẩm, là ấn phẩm sổ tay văn học vừa mới ra đời. Ok không ạ? Đó, thì đây chính là sản phẩm mà đã được rất nhiều bạn nhỏ đón đọc, rất nhiều bạn nhỏ chờ đợi đến ngày ra mắt. Và ngày hôm nay, để có thể giải đáp được tất cả những thắc mắc của các bạn liên quan đến ấn phẩm này, thì Team Học Văn Chị Hiên tổ chức một buổi phát trực tiếp để chúng ta sẽ cùng nhau vào tương tác, đặt những cái câu hỏi cùng nhau để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về nội dung của bộ sổ tay văn học này các em nhé. Và chị là Hải Quỳnh, bên cạnh chị đây là chị Minh Hiên. Hai chị sẽ cùng đồng hành với các bạn trong buổi phát trực tiếp này. Ok không nào? Và các em có thắc mắc gì liên quan đến bộ sổ tay văn học thì các em cứ để lại ở dưới phần bình luận các bạn nhé. Ok chưa? Đó. Và nội dung cụ thể của buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ gồm có 3 phần. Đầu tiên là chị muốn hướng dẫn các bạn tham gia một mini game nho nhỏ để chào mừng sự kiện ra mắt sách này nhé. Cụ thể mini game nó như sau. Các em sẽ giúp chị Học Văn Chị Hiên chia sẻ vào thật nhiều những group học tập của chúng mình, tối thiểu là 5 group các bạn nhé. Sau đó thì các em sẽ để lại ở dưới phần bình luận những con số bất kỳ. Mỗi bạn chỉ dùng một con số thôi nhé, nhưng các em có thể bình luận nhiều lần. Và ở cuối phần phát trực tiếp này thì chị và chị Hiên sẽ lướt ngẫu nhiên và sẽ chọn ra hai bạn may mắn nhất để nhận về bộ sổ tay văn học này gồm có 3 cuốn. Và cụ thể nội dung của nó ra sao chúng ta sẽ đến với những phần tiếp theo. Các bạn đồng ý không nào? Các bạn ơi, vậy thì như chị Quỳnh đã vừa phổ biến cùng với các bạn rồi, hiện tại thì bây giờ chúng mình đang có một cái mini game cực kỳ là hấp dẫn luôn. Đó là sẽ có hai bạn trở thành chủ nhân của hai bộ sổ tay phiên bản mới nhất của Team Học Văn Chị Hiên trung học cơ sở dành cho các bạn lớp 9, năm nay các em thi vào lớp 10. Và chị rất là hy vọng là các em có thể nhiệt tình chia sẻ vào các hội nhóm này, chia sẻ lên trang cá nhân của mình này, tag bạn bè của mình. Và trong cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng mình thì các bạn có thể chủ động trò chuyện với hai chị, nêu ra những cái thắc mắc của các em. Bởi vì bản thân chị tin rằng là hai bạn mà nhận được hai cái bộ sổ tay miễn phí ngày hôm nay sẽ là hai bạn cực kỳ là may mắn luôn đấy, chắc chắn là như vậy. Chị và chị Quỳnh thì sẽ không lựa chọn một số ngẫu nhiên đâu ạ, mà chị và chị Quỳnh sẽ lựa chọn trên cái sự tương tác nhiệt tình nhất của các bạn ở trong buổi tối ngày hôm nay đó. Thế nên là các bạn đừng có lấy cái tiêu chí là ôi chị ơi em phải có một con số vào hả chị, không phải là như vậy nhá. Mà chúng mình sẽ nói chuyện cùng với các chị, trò chuyện cùng với các chị, đưa ra những cái câu hỏi thắc mắc của các em. Và quan trọng nhất là chúng mình share đến những người bạn của chúng ta, chia sẻ đến những người bạn của chúng ta, chia sẻ vào các cái hội nhóm để có thể sở hữu bộ sổ tay văn học mới tinh này các em nhá, được không nào? Chính xác rồi, có nghĩa là chúng mình sẽ tương tác càng nhiều thì cơ hội nhận được phần quà sẽ càng lớn. Cho nên là các bạn sẽ cố gắng tương tác cùng với chị ở trong buổi phát trực tiếp này nhá. Các bạn đồng ý không? Ok, wow, hiện tại đã có gần 100 bạn đang xem rồi ạ. Ôi, một buổi ra mắt trước tiên chị đánh giá là rất thành công, thực sự khủng khiếp.
chứng tỏ là có rất nhiều bạn nhỏ đang quan tâm đến sổ tay như vậy, đúng không nào? Đang rất quan tâm đến bộ sổ tay này. Nhiều bạn thì nói rằng là chị ơi xa quá, có lẽ là sẽ nhờ một bạn đây, có lẽ là đây các em sẽ gần hơn một chút xíu nhỉ, gần hơn một chút xíu để cho các bạn quan sát nhé. Tại vì các bạn ấy đang nói là hơi bị xa quá chị ơi, thế thì có thể gần lại một chút được không ạ, để cho các bạn ấy nhìn một chút, sau đó thì sẽ chỉnh lại đúng không ạ? Rồi các bạn ơi, trước tiên là bao giờ mình cũng phải nhìn cái hình thức trước đã. Bởi vì bản thân chị thì luôn luôn nghĩ rằng là cái một cái hình thức đẹp thì bao giờ cũng khiến cho các bạn cảm thấy có hứng thú hơn rất là nhiều với cái việc học này. Ok không ạ? Giọng hai chị hay quá, rất là cảm ơn các em. Các em rất là cảm ơn ạ. Được không nào? À, những bạn nào mà muốn đặt sách thì các em có thể nhắn tin cho admin fanpage để các anh chị có thể tư vấn thêm cho các em nhé. Ok không ạ? Rồi có lẽ là bây giờ thì chúng mình sẽ trò chuyện một chút đi. Được không Hải Quỳnh? Dạ vâng. Chị ơi, ngày hôm qua khi mà sự kiện ra mắt bộ sổ tay văn học này bắt đầu thì thu hút được rất nhiều những sự quan tâm của các bạn. Tuy nhiên thì với phần bài viết giới thiệu qua như vậy thì vẫn còn rất nhiều những cái thắc mắc liên quan đến bộ sổ tay này. Cho nên là các bạn nhỏ rất mong là chị có thể trước tiên là chia sẻ một chút xíu về nội dung, về bố cục, về lợi ích, về những cái đặc biệt mà bộ sổ tay văn học này mang đến cho các bạn, được không ạ? À, các bạn thân mến, đây không phải là lần đầu tiên mà team chị Hiên thực hiện một cái bộ sổ tay văn học. Nếu như mà các bạn biết đến team chị Hiên trước đây, khi mà bọn chị bắt tay vào việc xây dựng một cái mô hình với một cái mục đích là giúp cho các anh chị học trung học phổ thông yêu môn văn hơn, thì đó là lúc mà bản thân bọn chị nhận ra một cái điều rất quan trọng là chúng ta có thể hoàn toàn yêu cái môn học này từ những cái điều đơn giản nhất. Và từ những cái điều đơn giản nhất mà chị muốn nói tới ở đây chính là những cái cuốn sách. Không biết từ bao giờ thì văn học trở thành một cái dòng máu chảy ở trong cả dự án. Và mọi người có một cái tình cảm đặc biệt, rất là đặc biệt cho cái môn học này. Dù biết được rằng là đối với nhiều bạn đang ngồi ở đây, đang trước màn hình này xem cái livestream này thì cảm thấy có lẽ đây là một cái môn học nó rất là nhàm chán, đúng không ạ? Khi mà đến với học văn chị Hiên với một cái mong muốn duy nhất là tạo ra một cái môi trường học tập môn văn để các bạn ngày càng yêu cái môn học này hơn, thì sổ tay văn học chính là cái ý tưởng đầu tiên mà team học văn chị Hiên có cách đây khoảng chừng 3 năm rồi cho cái sự ra đời của bộ sổ tay văn học đầu tiên. Thế nên là sau khi mà cho ra mắt cái ấn phẩm sổ tay văn học cho các anh chị lớp 11 và 12 ấy, học trung học phổ thông ấy, thì lúc đấy nhận được cái sự hưởng ứng rất là nhiệt tình từ các bạn học sinh trung học phổ thông. Thế nên là không có lý do gì mà học văn chị Hiên lại không tiếp tục phát triển và làm thêm những cái bộ sổ tay văn học nữa. Bởi vì bản thân chị thì thấy rằng là các em rất là yêu thích cái ấn phẩm này, và thực sự là cái ấn phẩm này nó mang tới những cái sự thay đổi thật đối với các bạn, được không ạ? Thế nên là sổ tay văn học bây giờ cứ nhắc tới sổ tay văn học là sẽ nhắc tới đi học văn chị Hiên, cứ nhắc tới sổ tay văn học là sẽ nhắc tới một cái cuốn sách, một cái cuốn sổ nhỏ gọn đáng yêu mang theo bên mình, cần lúc nào thì bỏ ra đọc hoặc là nghe lúc đấy. Nói chung là nếu như hỏi chị rằng là cái ấn phẩm này có cái nguyên cớ xuất phát từ đâu, hay là tại sao mà lại phải cho ra đời sổ tay văn học mà không phải là một cái đầu sách khác, thì bản thân chị nghĩ rằng là không có cái gì dễ tiếp nhận bằng việc là một cái thứ ở bên chúng ta hàng ngày. Và team học văn chị Hiên trung học cơ sở thì cũng mong rằng là cuốn sổ tay văn học này có thể trở thành một người bạn đối với các em, giúp các em ngày càng yêu môn học này hơn. Rất là cảm ơn chia sẻ của chị Hiên. Và bản thân chị cũng là một trong những người trong quá trình để biên tập cuốn sách này, thì bản thân chị cũng xuất phát từ cái mục đích là muốn đem đến cho các bạn một người bạn vừa nhỏ gọn này, nhỏ gọn, đáng yêu. Ngay từ phần hình thức đã đem đến một cái cảm hứng cho chúng mình khi học môn văn rồi, chưa kể đến phần nội dung bên trong rất là chi tiết nữa. Cho nên là mong rằng là với sự thành công đi trước của những cuốn sổ tay văn học trung học phổ thông, thì với cuốn sổ tay văn học lớp 9 này sẽ trở thành một người bạn đồng hành cùng với các bạn nhỏ trong quá trình ôn thi vào cấp 3 các em nhé. Và như chị Hiên vừa mới chia sẻ thì xuất phát từ cái mục đích là đem đến cho các bạn những bộ tài liệu chất lượng nhưng không quá dài dòng, không quá đồ sộ, để giúp các bạn có thể luôn mang theo bên mình, thì bộ sổ tay văn học này đã ra đời. Tuy nhiên thì với số lượng tác phẩm rất lớn của các bạn học sinh lớp 9, đúng không? Cho nên là chúng mình vẫn còn thắc mắc về bố cục của những cái bộ sổ, những cái cuốn sổ tay văn học trong cái bộ sổ tay này. Cho nên là chị Hiên có thể chia sẻ thêm một chút xíu xem là trong bộ sổ tay văn học này gồm bao nhiêu cuốn và cụ thể nội dung chính của mỗi cuốn như thế nào không ạ? Ok, các bạn thân mến, các em có thể nhìn thấy ở đây thì các bạn thấy rằng là cái bộ sổ tay văn học lớp 9 này của chúng mình thì sẽ bao gồm full bộ sẽ là 3 cuốn các em nhé. À, chúng mình sẽ có 2 cuốn thuộc về văn học Việt Nam hiện đại, đúng không? Thuộc về văn học hiện đại. Thì cuốn 1 và cuốn số 2
chính là hai cái cuốn văn học Việt Nam hiện đại. Các bạn có thể nhìn thấy hai cuốn này ạ, được không ạ? Chính là hai cuốn này nhá, ok chưa nào? Và có một cái ấn phẩm được tặng kèm khi mà các bạn đặt mua sổ tay văn học, đó chính là cuốn nhỏ bé xinh xẻo này. Đây chính là tập đặc biệt, đây là tập nói về những tác phẩm văn học trung đại các em nhá, được không nào? Đây chính là cái ấn phẩm trình bày những cái phần kiến thức về tác phẩm văn học trung đại. Còn nếu như các bạn hỏi chị những cái phần bố cục nội dung kiến thức ở trong này là gì, thì chị chỉ có thể bật mí cho các bạn rằng là ở trong này là tất cả những cái gì mà các bạn cần. Nếu như các em đang cảm thấy thực sự tò mò về bố cục của cuốn sổ tay văn học này, thì các em hoàn toàn có thể nhắn tin cho admin fanpage hoặc văn chị ngay lập tức để lấy bản đọc thử, để xem là ở trong cái cuốn sổ tay này thì có những cái phần gì đặc biệt nhá. Chị chỉ muốn dùng một cái câu này thôi ạ, để sâu chuỗi cho tất cả những cái phần kiến thức mà chúng ta có ở trong sổ tay văn học. Đó chính là tất cả những gì các bạn cần đang ở trong bộ sổ tay văn học này, được không nào? Chính xác rồi đấy ạ. Và các bạn ơi, nếu như mà các em lo lắng là một cuốn sổ nhỏ xíu xiu như thế này thì liệu rằng có đầy đủ các tác phẩm hay không, thì chị xin khẳng định luôn, đó chính là trong cuốn sổ tay văn học về tập 1, đó là Hành trình về miền ký ức, bao gồm đầy đủ 11 tác phẩm thơ của chúng mình. Còn trong cuốn sổ tay văn học văn xuôi thì sẽ gồm đầy đủ 5 tác phẩm văn xuôi xuyên suốt cả học kỳ 1 và học kỳ 2 của chúng mình nhá. Cho nên là đây sẽ là cái bộ tài liệu mà bây giờ sẽ rất cần thiết đối với các bạn, để các em có thể ôn thi học kỳ 1 này, để cho các em có thể bắt đầu vào cái quá trình ôn thi thi vào cấp 3 của chúng mình rồi đấy. Được không nào? Đó. Nhiều bạn thì cũng đặt ra câu hỏi là điều gì làm cho cái bộ sổ tay văn học của team học văn chị Yên trở nên đặc biệt thế? Thế thì bây giờ chị cũng rất là muốn đặt ngược lại câu hỏi cho chị Quỳnh là nếu như mà để dùng một số những cái từ khóa nói về cái điểm đặc biệt của sổ tay văn học chị Yên, của team học văn chị Yên, thì chị Quỳnh sẽ chia sẻ với các bạn về những cái vấn đề gì? Để trả lời cho câu hỏi này thì chị rất muốn được chia sẻ với các bạn, đó chính là một từ khóa chị muốn sử dụng để nói về bộ sổ tay văn học này. Đó là đây là một cuốn sổ tay mà tích hợp rất nhiều những hình thức học cho chúng mình. Ở đây chúng mình có thể đọc, được không ạ? Chúng mình có thể đọc những kiến thức có ở trong sổ tay. Bên cạnh đó chúng mình cũng có thể học bằng cách nghe audio. Ở trong mỗi cuốn sổ tay này sẽ tích hợp những mã QR để cho các bạn có thể quét và nghe lại những audio văn học do chính team học văn chị Hiên biên soạn, được không ạ? Vậy là vừa đọc vừa nghe, bên cạnh đó nữa chúng mình còn vừa được luyện tập, bởi vì phần sau của mỗi cuốn sách đều có những bộ bài tập, những câu hỏi liên quan đến tác phẩm mà chúng mình học trong chương trình, vừa là câu hỏi đọc hiểu này, vừa là câu hỏi tập làm văn. Cho nên là chị hứa hẹn rằng đây sẽ là một bộ sổ tay tích hợp rất nhiều những cái phương pháp học hiện đại và giúp cho các em sẽ đỡ nhàm chán trong quá trình học môn văn đấy. Chị thấy là có rất là nhiều bạn ở đây đang nói là ôi chị ơi, chị pass lại sổ tay văn học cho em được không? Nhưng cái vấn đề là ở chỗ là đây là cái phiên bản đầu tiên của sổ tay văn học lớp 9, thì các anh chị làm gì có mà để pass cho các em? Bây giờ ví dụ như là các em hỏi về sổ tay văn học lớp 11, lớp 12 thì các anh chị còn pass lại được. Nhưng mà đây là sổ tay văn học về lớp 9 thì làm sao mà các anh chị pass lại cho em được, đúng không ạ? Đó, thế nên là các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị cái này. Đây là lần đầu tiên mà gọi là học văn chị Hiên trung học cơ sở cho ra mắt một cái ấn phẩm mới, đúng không ạ? Lần đầu tiên cho ra mắt một cái ấn phẩm mới. Vừa rồi ấy, thì chị Quỳnh cũng đã nói qua một số những cái điểm gọi là đặc biệt nhất của cái cuốn sổ tay văn học này rồi. Thế nhưng mà bản thân chị thì chị cũng muốn là có thể chia sẻ với các em thêm một số những cái điều đặc biệt ở cái cuốn sổ tay văn học này nữa, được không nào? Chúng ta đều biết rằng là đối với việc học văn ấy, hay là đối với việc mà các em làm bất cứ một cái công việc gì, dù là nhỏ hay là dù là lớn, thì một trong những cái quan trọng nhất các em biết là gì không? Đó là các em phải thích cái đó đã. Giống như việc là chị và chị Quỳnh đang làm công việc này, tất cả mọi việc đều với một cái niềm đam mê, là mỗi ngày đam mê là nhìn thấy các em tiến bộ hơn trong việc học. Mỗi ngày đam mê là nhìn thấy những cái tin nhắn của các em nhắn về fanpage và nói rằng ôi chị ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm bởi vì em đã cảm thấy tìm ra được cái nguồn động lực để học môn văn rồi. Hay là các bạn nói rằng là ôi em cảm thấy là em đã chăm chỉ hơn cho cái việc học môn văn rồi. Thì bản thân chị nghĩ rằng là đấy là cái lực động lực to lớn nhất chứ không phải là một cái gì khác. Nên là trước khi mà mình gọi là mình muốn học tốt môn văn thì mình phải yêu nó đã. Thế thì đó là lý do tại sao mà sổ tay văn học ra đời. Chị hy vọng rằng là đây sẽ giống như là một cái người bạn của các em ấy, sẽ là một cái món quà để các bạn yêu môn văn hơn. Vậy thì chúng ta sẽ yêu môn văn hơn bằng cách nào? Các em nhìn này, ngay đằng sau của cuốn sổ tay văn học chúng mình có một cái câu thơ rất là đơn giản mà team học văn chị Hiên muốn gửi gắm đến các bạn, đó chính là:
học văn thật khó nhưng mà thật vui, yêu văn thêm chút là làm được thôi. Đó là một cái lời động viên và là một cái lời nhắn nhủ để bản thân chị cũng như là tất cả các anh chị ở trong team học văn chị Hiên muốn gửi đến tất cả các em. Chị vẫn còn nhớ là nhà thơ Lưu Quang Vũ thì đã từng viết những phần thơ rằng là nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi, nếu nằm mơ em cùa tay là chạm vào thùng gạo, ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo, ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình. Có lẽ tất cả những cái niềm yêu thích và cảm xúc yêu đương của cái gì đấy thường bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Và đó là lý do tại sao sổ tay văn học lại ra đời. Tất cả những thứ đơn giản chúng ta mang theo bên mình sẽ là cái động lực rất to lớn. Vậy thì điểm khác biệt đầu tiên mà sổ tay văn học mang lại cho các bạn đó là tình yêu đối với môn văn. Và đó cũng là cái mà bản thân tất cả các anh chị ở trong team mong muốn các em có được, cái cốt lõi là cái đó chứ không phải bất cứ một cái gì khác các bạn ạ. Các bạn ơi, các bạn đừng comment số nữa, bởi vì các bạn comment số không có bất cứ một cái tác dụng gì hết đâu ạ. Hãy trò chuyện và tương tác cùng với hai chị, hãy trò chuyện và tương tác với team học văn chị Hiền. Ok không nào? Cái số 2, như chị Quỳnh cũng đã nói với các bạn rồi, đây là một cái bộ sách 3 trong 1 ạ. Thế nào là 3 trong 1 ạ? 3 trong 1 là chúng mình vừa có thể đọc, tức là chúng mình lưu lại cái kiến thức để nó rất là lâu, bởi vì có thể đọc đi đọc lại. Hoặc là khi nào mà các bạn mệt quá chẳng hạn, các bạn là ôi trời ơi đọc sách kiểu cảm thấy rất là mệt mỏi rồi, thì các em có thể chuyển sang nghe. Bởi vì một cái điều rất là đặc biệt ở team học văn chị Hiên và cũng làm nên thương hiệu của học văn chị Hiên đó chính là những cái audio văn học. Nếu như mà các bạn chưa tìm ra thì hãy lên kênh YouTube của học văn chị Hiên để nghe thử audio văn học của chị Hiên, xem là nó như thế nào, thực tế là như thế nào mà lại thu hút hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn lượt nghe em nhá. Được không nào? Các bạn thử tìm hiểu xem sao. Cái số 3, đây cũng sẽ là một cái cuốn sách, một cái cuốn sổ luyện viết luôn nữa. Chúng mình sẽ có bài tập, tức là sau khi chúng mình nghe xong, chúng mình đọc xong, chúng mình có một cái để chúng ta củng cố lại tất cả những kiến thức mà chúng ta vừa tiếp nhận được. Và chúng ta sẽ củng cố lại bằng cách đó là chúng mình sẽ cùng ngồi làm bài tập. Và điều đặc biệt là gì? Điều đặc biệt là sau khi các bạn làm bài tập đó xong, các em có bộ sách này rồi, sở hữu bộ sách này rồi, thì các em sẽ được tham gia vào trong một cái group hỗ trợ. Chính xác. Và cái group hỗ trợ đó sẽ cùng với các bạn chữa bài tập, làm bài tập, hướng dẫn nhau, cho nhau cái động lực để học môn văn tốt hơn. Thì chị nghĩ rằng là đấy cũng là một trong những cái rất là đặc biệt của sổ tay văn học. Thêm vào đấy, ngoài việc kiến thức vừa cơ bản vừa nâng cao này, là một trong những cái cách trình bày kiến thức nó khá là khác so với những cái cuốn sách khác. Chúng mình còn có thể ôn kiến thức bằng từ khóa này, thì đây cũng là một cái điểm mới trong sổ tay văn học. Thêm vào đó thì sau khi từ khóa xong, chúng mình lại có những cái phần viết mẫu để rèn luyện về diễn đạt này, lại có cả những cái phần liên hệ mở rộng nữa. Thì đấy đều là những cái phần mà chị nghĩ là cần thực sự là cần thiết cho các bạn, được không ạ? Chưa kể là chúng mình còn có một đống quà tặng đi kèm khi mà sở hữu bộ sổ tay văn học này nữa, đúng không? Nghĩa là các bạn chỉ cần dinh về cho mình bộ sổ tay văn học thì các bạn sẽ có thêm rất nhiều những quà tặng đi kèm nữa. Nhưng mà chị Hiên ơi, ở đây em có đọc được một câu hỏi, đó là có một bạn nhỏ có lẽ là đang rất yêu thích môn văn này đây. Bạn rất thắc mắc đó là không biết là trong cuốn sổ tay văn học này thì bên cạnh kiến thức cơ bản thì có những cái phần liên hệ mở rộng hay là những kiến thức nâng cao dành cho các bạn học sinh giỏi rèn luyện thêm không ạ? Thế thì chị sẽ nhờ Quỳnh trả lời giúp chị câu hỏi này nhé. Tại vì chị vừa dốc sức lực để nói ra kiểu tất cả những cái gì mà chị mong muốn, bây giờ chị thầy của em chị đang quá mồ hôi. Thật sự là như vậy. Thế nên là sẽ nhờ Quỳnh giải đáp cho các bạn để giúp chị. Rồi các em ơi, và nhân tiện lúc đấy thì các bạn hỗ trợ có thể lấy giúp chị vài cái bookmark được không? Những quà tặng, những quà tặng mà các bạn có thể quà tặng đi kèm đấy, cho chị vài bookmark ra đây để chị khoe với các bạn ý xíu nhỉ. Rồi bây giờ chị Quỳnh sẽ giải đáp câu hỏi đó cho các bạn đi ạ. Rồi các bạn ơi, về câu hỏi là phần kiến thức ở trong sổ tay văn học này có dành cho các bạn học sinh nhỏ không hay không? Hay là chỉ đảm bảo cho các bạn ôn thi và ôn những cái kiến thức cơ bản thôi? Thì chị xin khẳng định rằng đó chính là ở trong cuốn sổ tay văn học này, chúng mình vừa có thể học bằng từ khóa, nghĩa là đảm bảo về kiến thức cơ bản, chúng mình lại vừa có thể ôn tập nâng cao bằng những phần viết mẫu, và ở cuối mỗi tác phẩm đều cung cấp đến cho các bạn những nhận định, những câu thơ hay để liên hệ mở rộng. Chị lấy ví dụ chiến dịch gieo văn vừa rồi được team học văn chị Hiên cho cơ sở tổ chức vào 5:15 mỗi sáng tuần vừa rồi, mình vừa kết thúc đấy, thì bạn nào tham gia chắc chắn sẽ biết được rằng là chị cung cấp đến cho các bạn rất nhiều những nhận định hay, rất nhiều những câu thơ để liên hệ mở rộng. Ví dụ như trong bài thơ Đồng Chí, đúng không ạ? Các bạn còn nhớ không? Trong bài thơ Đồng Chí này hay là trong bài thơ về tiểu đội xe không kính thì chị vẫn còn nhớ là có các bạn nhỏ rất tâm đắc với những câu thơ mà nhà thơ Chính Hữu đã viết ở trong một thi phẩm của mình mà chúng ta có thể sử dụng để liên hệ mở rộng trong bài thơ Đồng Chí, đúng không ạ? 56 ngày đêm bom gầm thắng
dội. Ta mới hiểu thế nào là đồng đội. Đồng đội ta là hớp nước uống chung, là nắm cơm bẻ nửa, là chia nhau một trưa nắng, một chiều mưa, chia khắp anh em một mẫu tin nhà, chia nhau nụ cười, chia nhau cái chết, đúng không ạ? Và trong đoạn thơ liên hệ đó thì chị cũng sưu tầm và đưa hết vào trong những cuốn sổ tay văn học này. Nghĩa là sao? Nghĩa là các bạn yên tâm nhé, các em có thể hoàn toàn yên tâm. Bên cạnh kiến thức cơ bản, chúng ta sẽ có những phần dẫn dắt, liên hệ, mở rộng, được hướng dẫn luôn cả về cách ghi vào trong bài viết của chúng mình như thế nào. Các em hiểu không nào? Cho nên là cuốn sổ tay văn học này vừa dành cho các bạn muốn ôn thi để nắm được kiến thức cơ bản, lại vừa có thể giúp ích cho những bạn nhỏ ôn thi học sinh giỏi muốn nâng cao thêm về khả năng diễn đạt của mình nữa, được không? Đó, thì mọi cái chiến dịch mà trước đây học văn chị Hiên hướng đến nội dung nâng cao thì đều xuất phát từ nội dung ở trong cuốn sổ tay văn học này cả. Nên là em hoàn toàn có thể yên tâm nhá. Một chút xíu những phần chia sẻ. Còn các em muốn biết được những kiến thức nâng cao đó như thế nào, phần liên hệ mở rộng nó đặc sắc ra sao, thì hãy nhanh tay dinh về cho mình cuốn sổ tay văn học như thế này. Đồng ý với chị không? Được không nào? Đó, đều là những cái phần kiến thức mà anh chị tìm hiểu được và trong quá trình học tập, trong quá trình tìm hiểu, đúc rút ra và ghi lại trong cuốn sổ tay văn học này để dành tặng cho các bạn, là một người bạn để có thể đồng hành với các em trong quá trình chúng mình ôn tập và học tập môn văn. Mong rằng sẽ giúp ích được cho các em nhé. Ok, đó, ở đây cũng có những bạn nhỏ là đã lắng nghe những phần audio văn học của chị rồi. Được chưa nào? Vậy là các bạn hoàn toàn yên tâm về mặt nội dung của cuốn sổ tay văn học này nhé. Tiếp tục này, chị ở đây chị cũng thấy những bạn nhỏ có thắc mắc liên quan đến việc đó là quà tặng của chúng em khi mà nhận được, khi mà chúng em mua bộ sổ tay văn học này là gì. Thì ở đây chị sẽ cùng với chị Hiên chia sẻ cùng với chúng mình nhé. Trước hết này, trong bộ sổ tay văn học này gồm 3 cuốn, tuy nhiên thì sẽ có một cuốn đặc biệt là cuốn Thương Nhớ Ngày Xưa, là một cuốn mà chia sẻ với chúng mình kiến thức về các tác phẩm thuộc văn học trung đại Việt Nam. Và cuốn này chỉ tặng thôi các bạn nhé, cuốn này chỉ tặng thôi khi mà các em mua 2 cuốn sổ tay tập 1 và tập 2, tức nghĩa là cuốn sổ tay thơ và cuốn sổ tay văn xuôi, thì sẽ được tặng kèm một cuốn sổ tay tập đặc biệt là Thương Nhớ Ngày Xưa. Đó sẽ là phần quà đầu tiên để bật mí với chúng mình khi mà chúng mình dinh về bộ sổ tay văn học này đấy. Còn những phần quà nào hấp dẫn nữa không ạ chị Hiên? À, thêm vào đấy á, khi mà chúng mình mua bộ sổ tay văn học và chúng mình được tặng cái cuốn trung đại, nói chung là trình bày kiến thức về các cái tác phẩm trung đại, thì chúng mình sẽ còn rất là nhiều những cái quà tặng thú vị khác nữa. Và đây, trên tay chị bây giờ là một trong số những cái phần quà tặng như thế, các bạn có thể nhìn thấy ở đây ạ. Chúng mình có những cái chiếc, chị vẫn hay gọi nhầm là chị hay gọi là MacBook kem ạ. Sau khi mà chị gọi nhầm xong thì chị thấy là ôi mình tiền đâu mà mình mua MacBook để tặng cho các bạn ý. Đây là những cái bookmark, tức là những cái kẹp sách rất là xinh xắn mà chúng ta sẽ nhận được khi mà đặt mua bộ sổ tay văn học này. Ok không ạ? Chị rất là hy vọng là các em sẽ sớm sở hữu một cái kẹp sách như thế này. Bởi vì là ở trong cái kẹp sách này thì sẽ có một cái câu nói rất là hay muốn gửi đến các bạn, đó chính là hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả lại sau lưng, được không ạ? Đây là một trong những cái thông điệp mà để khuyến khích chúng ta rằng là một trong những cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống đó là niềm tin. Chị vừa rồi chị cũng thấy rất là nhiều những cái câu hỏi các bạn đặt ra cho chị là chị ôm, từ trước đến giờ em chưa bao giờ được điểm khá văn cả. Và em cảm thấy là cái cơ hội học văn của em cũng chắc là không có đâu. Chị nghĩ là đó là cái thời điểm mà các bạn đang tự set up cho mình, các bạn đang tự ấn định trong đầu mình là các bạn không thể học được môn văn rồi. Và nếu như cứ tiếp tục dựng cái suy nghĩ như thế thì các bạn cũng không bao giờ học được văn đâu. Chị nghĩ là như vậy. Bây giờ chúng ta cần phải thay đổi cái suy nghĩ của chúng mình đi. Nếu như các em điều chỉnh một chút xíu và các em nghĩ rằng là các em làm được thì các em sẽ làm được. Rất là nhiều những cái câu chuyện về niềm tin đã chứng minh một điều quan trọng rằng chỉ cần các bạn có niềm tin vào việc các bạn đang làm, chắc chắn các bạn sẽ làm nó thành công, thậm chí sẽ còn thành công hơn 120% so với những cái gì mà các bạn đề ra, được không ạ? Thế nên niềm tin rất quan trọng các em ạ. Niềm tin rất quan trọng, không có cái gì quan trọng bằng điều đó hết. Và cũng không có cái điều gì đáng sợ trong cái cuộc đời này bằng việc là các em đánh mất đi niềm tin, được không nào? Rồi, chị Quỳnh. Đó, thì đấy là những cái phần quà tặng rất đáng yêu. Và sẽ vẫn còn những quà tặng khác đang chờ đợi các bạn. Chị và chị Hiên mới chỉ có thể bật mí như vậy thôi, được không nào? Còn phần hấp dẫn nhất vẫn đợi các em ở phía sau khi mà chúng mình nhận về bộ sách này. Cho nên là các bạn nếu mà thấy hấp dẫn này, yên tâm về mặt nội dung rồi này, thấy hấp dẫn bởi những phần quà tặng mà chúng mình nhận được, thì hãy nhanh tay nhắn tin về cho chị ở fanpage học văn chị Hiên cho cơ sở các em nhé. Đồng ý với chị không? Và bây giờ là cái phần nội dung mà chị dành riêng để giải đáp những thắc mắc của các em. Các em có thêm những thắc mắc nào liên quan đến bộ sổ tay văn
bạn, gần 20 bạn gọi là mở hàng cho ban chị Hiên rồi. Và bản thân chị cảm thấy là đó là một trong những cái động lực rất là lớn để ngày hôm nay bọn chị có cái phần livestream này, được không ạ? Và ngày hôm nay là cái ngày mà bọn chị có cái động lực rất lớn để tham gia vào cái buổi livestream này. Và chị tin rằng là tất cả những cái giá trị tốt đẹp mà bản thân họ ban chị Hiên đang muốn cùng thực hiện với nhau sẽ được các em đón nhận. Và đó sẽ là những cái giá trị để giúp cho các bạn có thể yêu môn văn hơn, học tốt môn văn hơn, và mỗi ngày bản thân các em trở nên ưu tú hơn và tốt hơn nữa, được không nào? Hãy đặt cho chị và chị Quỳnh những cái câu hỏi nhá, được không? Vừa rồi chị cũng thấy một bạn là hơi buồn một chút xíu bởi vì có đặt ra câu hỏi nhưng mà chị chưa giải đáp được, em có thể nhắn lại cái câu hỏi đấy được không nào? À, đó, thì ở đây chị có thấy là các bạn có thắc mắc về mặt mức giá của cuốn sổ tay văn học này. Tuy nhiên thì chị sẽ để dành nội dung đấy ở phần phía cuối, sau khi chúng mình đã tìm hiểu hết được về những cái nội dung, những đặc sắc liên quan đến bộ sổ tay văn học này các em nhé. Vậy thì ở đây không biết là các bạn nhỏ thì vẫn hay băn khoăn bởi vì là chúng mình có rất nhiều những đầu sách để chọn để làm tài liệu chúng mình học mà. Vậy thì lý do gì hoặc là lý do gì quan trọng nhất để khiến em có thể lựa chọn bộ sổ tay văn học này? Thì trước tiên là chị sẽ cùng với chị Hiên chia sẻ một chút xíu này. Ở bộ sổ tay văn học này thì như các em đã thấy đấy, chị sẽ chia sẻ về mặt kích thước và hình thức của nó trước nhá. Nhìn nó thực sự rất đáng yêu. Và mọi chi tiết ở trong sổ tay văn học này đều được các anh chị trong team học văn chị Hiên luôn chăm chút và dành cho nó cái sự quan tâm, dành cho nó cái sự gọi là cố gắng làm sao cho nó đẹp nhất có thể, để cho phù hợp với các bạn này. Các bạn nhìn vào thôi, nó không bị quá khô khan và sẽ giúp cho các em lấy đó làm cái nguồn cảm hứng học tập. Đó là cái điều đầu tiên. Thứ hai nữa là đây là một cái bộ sổ tay, đây là một cái cuốn tài liệu tham khảo nhưng mà không hề to, cũng không hề quá nặng, quá dày mà chúng ta có thể mang đi ở bất cứ mọi nơi trong quá trình các em học ở trên lớp, trên trường này, hay là chúng mình học ở nhà, hoặc là mang ra những cái quán cà phê, những cái nơi không gian thích hợp mà các em yêu thích thì các em hoàn toàn có thể mang theo để học được. Đó là về mặt hình thức là đã rất ưng ý rồi đúng không ạ? Vậy thì còn về mặt nội dung hoặc là những yếu tố khác thì chị Hiên sẽ chia sẻ cùng với chúng mình nhé. Đó là những cái điểm khác biệt nào để đem đến cái đặc sắc, đem đến cái lợi ích của bộ sổ tay văn học so với những đầu sách tham khảo khác, được không ạ? À, chị nhớ là hình như là bọn mình đã chia sẻ về khác biệt từ một mình. Em biết không, chị tất cả nội dung đó. Chị thì chị nghĩ rằng là chắc là do chị Quỳnh hồi hộp quá đấy. Chị Quỳnh có tâm sự với chị là từ hôm qua đến giờ không ngủ được em ạ. Không ngủ được là vì là cái cảm giác cầm trên tay cái ấn phẩm và do công sức của mình cùng với mọi người tạo ra, nó kiểu cảm giác tuyệt vời á. Và chị thì chị nghĩ rằng là đó cũng là một trong những cái mà chúng ta xứng đáng để được tự hào chứ, đúng không? Có những cái khoảnh khắc trong cuộc sống này chúng ta tạo được một cái thành tựu gì đó dù là nhỏ bé một chút xíu thôi, nhưng chúng ta cũng có quyền có những cái giây phút để chững lại, để tự hào về những cái gì mà mình đã làm được. Bởi vì những cái lúc mà tự bản thân chúng ta ghi nhận bản thân chúng ta là một lần mà chúng ta có thêm cái động lực để tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trên chặng đường phía trước, để cho học văn chị Hiên trung học cơ sở có thể ngày càng phát triển hơn và đem cái tình yêu môn văn đến với các em. Như chị Quỳnh vừa nói với các bạn là về cái đặc điểm khác nhau, bản thân chị thì cảm thấy là cái điểm khác nhau thì chị đã quá nói với các bạn quá nhiều rồi hồi trước rồi, chị nói thật là như vậy. Nhưng mà ở đây chị đang thấy có một cái câu hỏi dành cho các bạn, đó là có những cái phần gọi là bài văn mẫu không, thì chị nói luôn với các bạn là như thế này, chị không gọi đó là bài văn mẫu ạ, mà chị gọi đó là những cái tư liệu tham khảo dành cho các bạn, để các bạn dựa vào đó các bạn có thể học được kiến thức nền, các bạn dựa vào đó các bạn có thể học được những cái phần, à cái phần đó chúng ta nên dẫn dắt như thế nào, chúng ta chuyển ý ra sao và trình bày các ý như thế nào, được không ạ? Thì chị nghĩ rằng là đó không phải là bài văn mẫu. Đôi khi các em cứ bị quy chụp nó vào đó là một cái bài văn mẫu và các em thích những cái gì nó sẵn. Chị thì chị nghĩ là đương nhiên là mục đích của sách là đem tới cho các em một cái cách tiếp cận thông tin nó dễ dàng hơn thôi. Thế nên là nếu như mà muốn biết là trực tiếp nó có cái gì thì các em cứ nhắn tin cho admin fan quay học văn chị Hiên trung học cơ sở, các anh chị ấy sẽ ngay lập tức nhắn tin cho các em luôn, trả lời ngay lập tức, được không nào? Rồi à, rồi ạ. Và ở đây chị thấy bạn dâu tây đang rất thắc mắc, đó chính là phần kiến thức ở trong sổ tay văn học này rộng bao nhiêu. Thật sự chính bản thân chị cũng rất tò mò, không hiểu được rằng là ý của em ở đây là muốn hỏi về quy mô của kiến thức hay là độ sâu của kiến thức hay là như thế nào. Vậy thì chị và chị Hiên sẽ trả lời dựa trên cái ý hiểu của hai chị nhá, được không? Về mặt câu hỏi đó là kiến thức ở trong này rộng bao nhiêu, thì như chị vừa mới chia sẻ đấy, là em cứ hình dung một cuốn sách mà có thể phù hợp với những bạn học kiến thức cơ bản, lại
lại vừa có những kiến thức liên hệ mở rộng để cho các bạn học nâng cao và học học sinh giỏi nữa, thì em đã hình dung được là nó rộng như thế nào rồi, đúng không nào? Đó, và tất nhiên rồi, nó sẽ không chỉ dừng lại ở những phần kiến thức của các tác phẩm trong sách giáo khoa của chúng mình. Bởi vì sao lại không dừng lại ở đó? Bởi vì là đặc biệt nhá, trong cái phần liên hệ mở rộng chị cung cấp đến cho các bạn, thì dưới dạng những cái bảng, một bên sẽ là dẫn chứng và một bên là nội dung liên hệ mở rộng tương ứng. Nghĩa là những hiểu biết của chúng mình có thể mở rộng ra rất nhiều những tác phẩm cùng chủ đề này, cùng đề tài, hoặc là cùng thời kỳ sáng tác, hoặc là cùng tác giả đó, để các em hiểu hơn về phong cách sáng tác của tác giả này, hiểu hơn về một thời kỳ văn học của đất nước ta. Em đồng ý không nào? Và các bạn khác đã hiểu hơn chưa? Ok chưa nào? Đó nhá. À rồi. Rồi, chị mong rằng là cái câu giải đáp đó sẽ phần nào giúp ích được và phần nào giúp em có thể đỡ tò mò một chút xíu về bộ sổ tay văn học này. Còn bạn nào muốn thông tin chi tiết thì anh chị đã chuẩn bị những cái phần đọc, những cái phần sách mẫu, đúng không ạ? Những cái phần đọc trước về cái bộ sổ tay văn học này, các em có thể nhắn tin về và chị sẽ thử cho các bạn nhé. À ok. Đó. Từ lớp mấy ạ? À, các bạn ơi, cuốn sách này thì dành riêng cho các bạn học sinh lớp 9 nhé. Với kiến thức là bao gồm tất cả những cái tác phẩm ở trong chương trình chúng mình học và của các anh chị lớp 9, của các bạn học sinh lớp 9. Ok chưa? Rồi, còn những bạn học lớp 6, 7, 8, nếu như mà các em mong muốn này, các em tạo được rất nhiều những cái động lực cho chị, thì chị sẽ lấy đó là một cái cơ sở để có thể tiếp tục ra những cái bộ sách tham khảo cho chúng mình. Đồng ý không? Ok. À, ở đây, chị Huyên ơi, có một bạn bạn cũng rất thắc mắc, đó là không biết là trong cuốn sách này có giúp bạn cải thiện về mặt diễn đạt hay không? À, có lẽ là em đoán rằng là bạn nhỏ này nắm được những kiến thức này rồi. Nhưng mà phần diễn đạt có lẽ là trong quá trình làm bài trên lớp thì cô giáo vẫn đang góp ý cho bạn là cần phải cải thiện thêm về mặt kết nối giữa các ý này, hoặc là làm sao diễn đạt cho nó trôi chảy hơn. Thì không biết là cuốn sách này có thể giúp ích được cho bạn hay không? Có lẽ là kể cả là trong, tức là trong cái quá trình làm văn, chị gọi tạm đó là cái phần làm văn của chúng mình ấy. Làm văn thì nó sẽ bao gồm hai câu, bao gồm nghị luận xã hội và nghị luận văn học, vẫn là hai cái câu mà các bạn vẫn thường gặp nhất, đúng không? Thì sẽ có một số những cái yếu tố mà bản thân các bạn cần phải đảm bảo. Nó sẽ bao gồm giống như là cái thứ nhất, các bạn phải biết phương pháp làm bài đúng đã. Đấy là cái cốt lõi đầu tiên. Cái thứ hai là các bạn phải có kiến thức nền về cái phần kiến thức đó đã. Đó là cái số 2. À, cái số 3 là các bạn phải có được cái gì ạ? Cái sự diễn đạt trôi chảy trong chút đó. Đã, đấy là cái số 3. Thêm vào đó chưa kể tới các bạn phải có thêm những cái phần liên hệ mở rộng và phải có những cái phần thể hiện cái cá tính riêng của các bạn, cái phong cách viết riêng của các bạn nữa. Thì chị nghĩ đó là năm cái yếu tố để tạo nên một cái bài văn hoàn hảo, tạm gọi là như vậy, được không ạ? Thế thì ở đây bản thân chị thì thấy rằng là cái một trong những cái rất là quan trọng của chúng mình đó là cái phần diễn đạt. Đây cũng là cái phần mà các bạn đặt ra câu hỏi với chị rất là nhiều trong cái quá trình mà chị làm việc cùng với các bạn, chia sẻ với các em. Thì hãy tin chị đi. Đây sẽ là một cái cuốn sách giúp cho các bạn nâng cao cái khả năng diễn đạt của mình rất là tốt bằng cái việc mà chúng mình vừa đọc, và quan trọng là chúng mình có nghe, đúng không? Được không ạ? Chúng mình nghe xong thì chúng mình lại còn viết nữa. Và chúng mình viết xong rồi, chúng mình lại được thêm một cái lần để luyện tập cùng với nhau trong group, để trao đổi cùng với nhau nữa. Đấy, thế nên bản thân chị nghĩ rằng là không có lý do gì mà chúng ta lặp lại 4 lần liên tục như vậy mà cái khả năng diễn đạt của chúng ta lại không tốt lên. Thật ra đôi khi chúng ta vẫn bị lầm tưởng, chúng ta bị đánh giá thấp một trong những cái kỹ năng ở trong việc học môn văn, đó là kỹ năng viết. Một phần có thể vì chúng ta lười biếng, một phần có thể vì chúng ta cảm thấy cái việc viết không cần thiết. Thế nhưng mà các em biết không ạ, cái việc viết ở trong việc học môn văn là một trong những cái điều cực kỳ quan trọng. Bản thân chị đã từng làm cái khảo sát và chị cảm thấy đối với các học sinh chăm chỉ viết ấy, cái mức độ học tập môn văn của họ chăm chỉ hơn và họ đạt cái kết quả cao hơn và ổn định hơn rất là nhiều. Thế nên bản thân chị nghĩ rằng là cái viết là một cái rất quan trọng để các em có thể tăng thêm được cái diễn đạt cho mình. Ok không nào? Rồi. Rồi các bạn ơi, các bạn cứ đặt thêm những cái câu hỏi nhá. Nếu trong phạm vi mà chị cũng như chị mình có thể trả lời và giải đáp được cho các bạn, các chị cũng rất là sẵn sàng để chia sẻ cùng với các em thôi. Được không nào? Em cũng đang cố gắng muốn được học chị ạ. Vậy thì cố gắng lên. Thật ra thì bản thân team học văn chị Hiên ấy, khi mà đến với các em ấy, bọn chị không nhất thiết mong muốn là các em phải trở thành người giỏi nhất. Thế nhưng bao giờ cũng với một cái mong muốn là chỉ mong rằng học sinh của văn chị Hiên khi đã tiếp xúc với môn văn và học môn văn thì phải trở thành một người hạnh phúc khi học môn học này. Đấy mới là cái điều hướng tới, chứ không phải là việc các bạn học giỏi nhất và đạt điểm cao nhất, mà các em phải biết được những cái bài văn mà các em cảm thấy hạnh phúc
cùng các bạn. Đúng rồi, chính xác đấy ạ. Chúng ta sẽ không thể làm tốt điều gì nếu như chúng ta không yêu thích việc đó. Cho nên quan trọng nhất đó chính là cái cảm hứng mà xin học ban chị Hiên muốn truyền đạt đến các bạn, muốn khơi gọi cho các em, và mong rằng cuốn sổ tay văn học này sẽ như là một hộ chiếu xanh để kết nối thi học ban chị Hiên cùng với các bạn. Chúng ta sẽ không chỉ là mua sách về xong rồi chúng mình tự học, thi học ban chị Hiên vẫn luôn ở đây và đồng hành cùng với các em trong những group hỗ trợ học tập nữa. Những bạn nào tham gia những group học tập cùng với chị rồi này, tham gia cùng với những chiến dịch mà chị Hiên và chị tổ chức rồi, thì các em sẽ biết được rằng là trong những chiến dịch đó chúng mình vừa được học, lại vừa được luyện tập, rồi được nhận xét góp ý rất chi tiết nữa. Nên rất mong rằng có thể gặp lại em ở trong group riêng dành cho những bạn đã sở hữu bộ sổ tay này các bạn nhé. Đồng ý không nào? Rồi, và chị nghĩ rằng là những cái câu hỏi hoặc là những cái thắc mắc của các bạn được giải đáp trong ngày hôm nay cũng đã phần nào hé lộ những thông tin, gọi là thông tin quan trọng nhất rồi đấy, những thông tin đặc sắc nhất liên quan đến học, đến bộ sổ tay văn học này rồi. Và bây giờ thì sẽ là cái phần mà các bạn đang chờ đợi nhiều nhất, đó chính là những cái phần quà, đó là hai bộ sổ tay văn học sẽ được dành tặng cho bạn nhỏ nào may mắn nhất trong ngày hôm nay đây, đúng không? Và anh chị sẽ dựa vào cái sự tương tác của các bạn, những cái phần bình luận mà các bạn đặt ra ở đây để có thể chọn lựa ra để có thể gửi đến cho các em hai bộ sổ tay văn học rất đặc biệt này. Ok không nào? Và ở đây thì bây giờ chị sẽ xin phép nhờ chị Hiên để công bố cái phần lựa chọn và phần kết quả dành cho để dành cho những bạn nào may mắn nhất được không ạ? Chị thì chị nghĩ rằng là có lẽ là để tăng thêm hồi hộp thì chắc là khoảng tầm sau khi kết thúc phần livestream này chúng mình sẽ có một cái bài đăng để gọi là vinh danh thôi. Ok là bạn nhỏ nào mà may mắn nhất thì sẽ được vinh danh ở trên fanpage học văn chị Hiên trong cơ sở luôn, được không nào nhá? Em đồng ý không? Để có thể tăng thêm cái phần hồi hộp, nếu như mà công bố tại đây thì xem trong phần phát trực tiếp này, những bạn nhỏ nào mà không xem đến cuối thì sẽ không biết được những bạn may mắn là ai, đúng không? Vậy thì chúng mình sẽ dành cái phần đặc biệt đó cho hai bạn may mắn này, sẽ dành riêng một phần thông tin nhỏ ở trên phần fanpage học văn chị Hiên, sẽ đăng chính thức thông tin của các em, sau đó các bạn sẽ nhắn tin về những thông tin để em chị có thể gửi sách cho các bạn nhé. Đồng ý với chị không ạ? À? Rồi, rất nhiều các bạn đang mong chờ nhận được sổ tay văn học này đúng không? Ok. Có lẽ là phần phát trực tiếp ngày hôm nay thì cũng đã đủ để cung cấp cho các bạn những cái thông tin mà các bạn đang cần về cái sản phẩm mới rồi đúng không ạ? Về sản phẩm mới sổ tay văn học của tinh học văn chị Hiên trung học cơ sở rồi đúng không? Thế nên là bây giờ có lẽ là chúng mình sẽ tạm thời nói lời chào tạm biệt với nhau thôi đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì đương nhiên những bạn nào nhiệt tình nhất sẽ là những cái bạn mà có được cho mình những cái phần thưởng xứng đáng, được không ạ? Sẽ là dành cho những bạn xứng đáng nhất. Tin rằng là như vậy. Và các bạn ơi, các em đừng lo lắng khi mà phần giới thiệu về sách chỉ dừng lại tại đây. Sẽ vẫn còn rất nhiều những cái thông tin. Nếu như các em thắc mắc, có thể nhắn tin về để cho các anh chị ở trong thi học ban chị Hiên giải đáp cho các bạn nhé. Và chị hoặc là chị Hiên vẫn sẽ đồng hành cùng với các bạn trong rất nhiều những buổi phát trực tiếp khác để chia sẻ thêm kỹ hơn về nội dung của cuốn sách này, những cái đặc quyền của các bạn nhận được khi là chủ nhân của bộ sổ tay văn học đặc biệt cho lớp 9 này các bạn nhé. Cho nên là nếu như mà em vẫn còn những thắc mắc khác hoặc là muốn đặt bộ sổ tay văn học này thì đừng ngại ngần nhắn tin về cho chị để nhận được cái sự hỗ trợ tốt nhất các bạn nhé, được không? Đây sẽ là ấn phẩm độc quyền của team học văn chị Hiên, nên là sẽ rất may mắn và sẽ rất vui, sẽ rất hạnh phúc cho bản thân chị, cho bản thân team học văn chị Hiên khi được là người đồng hành cùng với các bạn. Rồi ok. Còn bây giờ thì sẽ phải nói lời chào tạm biệt tới các bạn thôi. Chúc cho các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình và những người thân yêu. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở trong phần livestream tiếp theo. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn các bạn.